Khi bão số 9 tiến gần bờ thì một trong những tác động nguy hiểm nhất là gió mạnh trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Và đến thời điểm này thì lực lượng chức năng đã thông báo hướng dẫn cho hơn 58.700 tàu với trên 298.000 lao động đang hoạt động trên các vùng biển tránh trú bão an toàn. 11 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận cũng đã có lệnh cấm biển. Quân khu 5 cũng đã thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra các đơn vị và bộ chỉ huy quân sự các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận. Thông tin thêm từ phóng viên Trần Long. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại thành phố Đà Nẵng trong sáng nay, trên đất liền đã có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 và biển động mạnh. Cũng do ảnh hưởng của bão mà từ đêm qua cho tới sáng nay, lượng mưa cũng đã bắt đầu lớn hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng cũng như là các tỉnh thành trong khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có lượng mưa trung bình từ 50 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, quản lý, giữ thông tin liên lạc với tàu thuyền, hướng dẫn không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, neo đậu đảm bảo an toàn. Theo Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, tính đến sáng nay, có gần 2.300 tàu cá, phương tiện, ghe thúng của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh thành đang neo đậu tại Âu Thuyền Thọ Quang và các vị trí neo đậu khác. Các đồn biên phòng đã bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại Âu Thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh. Đến chiều qua, thành phố Đà Nẵng chỉ còn một tàu cá với 8 lao động đang ở trên biển, tuy nhiên không nằm trong vùng nguy hiểm và đã nắm thông tin về hướng di chuyển của bão. Các đơn vị cùng lực lượng chức năng kiểm tra các hồ đập, khu vực ven sông, ven suối, đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chủ động phòng chống bão kết hợp với thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương ở trong khu vực cũng đã sẵn sàng các phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản cũng như là các khu vực ven biển sung yếu trong trường hợp cần thiết. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo cho các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương để sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện ứng cứu cho người dân khi có tình huống xảy ra.